Nga hạ thủy tàu ngầm diesel điện có thời gian đóng dài nhất thế giới. Mặc dù đã khởi đóng suốt từ năm 2005, nhưng phải tới hôm qua ngày 20 tháng 8 năm 2018, tàu ngầm diesel điện Kronstadt là chiếc thứ hai của lớp Lada mới chính thức được hạ thủy. Hãng thông tấn TASS cho biết tàu ngầm diesel điện Kronstadt, chiếc thứ hai thuộc lớp Lada, dự án 677 tên định danh NATO là Saint Petersburg, đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Admiralty. Chiếc tàu ngầm diesel điện này đã khởi đóng suốt từ năm 2005, nhưng phải tới ngày 20 tháng 8 2018, nó mới được hạ thủy. Khoảng thời gian dài 13 năm được cho là kỷ lục với một tàu ngầm thông thường, với lượng dạng nước chỉ hơn 2.000 tấn. Sở dĩ thời gian thi công lâu đến vậy là do kỳ vọng của Nga đặt vào tàu ngầm diesel điện lớp Lada là quá lớn, trong khi năng lực, khoa học công nghệ của Moscow thì lại chưa cho phép. Tàu ngầm lớp Lada được thiết kế nhằm thay thế cho lớp Kilo dự án 636. Thay đổi đáng kể nhất là nó được trang bị động cơ đẩy độc lập với không khí. Nhờ động cơ AIP mà tàu ngầm Lada có thể hoạt động liên tục ở chế độ lặn với thời gian lâu hơn rất nhiều so với lớp Kilo, do không phải nổi lên để chạy động cơ diesel nhằm sạc các tấm ắc quy. Ngoài ra, độ ồn khi hoạt động của tàu ngầm lớp Lada cũng chỉ được quảng cáo là chỉ bằng một nửa so với Kilo, khiến nó càng trở nên nguy hiểm hơn gấp bội phần. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm cũng như đủ kỹ thuật để chế tạo động cơ AIP, mà chiếc đầu tiên của lớp Lada mang tên Saint Petersburg đã phát sinh rất nhiều lỗi nghiêm trọng. Động cơ AIP của tàu bị nhận xét là quá thiếu an toàn, dễ gây cháy nổ do quá trình lưu trữ khí hydro, phế phỏng của quá trình lọc khí oxy từ nước biển, chưa đủ độ tin cậy. Tàu ngầm Saint Petersburg được hạ thủy cho Hải quân Nga suốt từ năm 1997, nhưng phải tới năm 2010 nó mới được chấp nhận đưa vào lực lượng tác chiến, nhưng chủ yếu thời gian đó chỉ nằm tại cảng, chứ không ra khơi. Do vậy, trong năm 2016, Nga đã phải thông báo dừng phát triển tàu ngầm dự án 677 lớp Lada để nghiên cứu một thế hệ tàu ngầm AIP mới hoàn toàn, mang tên là Kalina. Hai khung thân tàu ngầm Lada đang đóng dở là chiếc Kronstadt và Velikiye Luki sẽ là những con tàu cuối cùng của dự án 677. Nhưng có nguồn tin cho biết hai chiếc chiến hạm này không được lắp động cơ AIP. Chính vì bị ngay Hải quân Nga ruồng bỏ mà một số khách hàng lớn từ nước ngoài, trong đó nổi bật là Trung Quốc, đã hủy dự định đặt mua tàu ngầm Armor 1650 phiên bản xuất khẩu của Lada. Mặc dù vậy, phát biểu tại lễ hạ thủy, Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Admiralty, ông Alexander Buzakov vẫn hy vọng rằng sẽ có khách hàng nước ngoài quan tâm tới Lada sau khi có thêm một con tàu gia nhập vào Hải quân Nga. Ông Buzakov cho biết lợi thế của Lada là nó có thể phóng tên lửa chống hạm hàng loạt ở trạng thái lặn. Tàu được trang bị hệ thống điện tử hiện đại, thiết bị định vị thủy âm sonar tiên tiến, lớp phủ ngoài vỏ chống sóng siêu âm cải tiến. Tàu ngầm dự án 677 Lada có chiều dài 68m, lượng dạng nước đầy tải khi lặn 2.650 tấn, tốc độ di chuyển tối đa ở trạng thái ngầm là 21 hải lý một giờ. Nếu bơi với tốc độ 7 hải lý một giờ, thì tầm hoạt động lên đến 6.000 km, thủy thủ đoàn 37 người và được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.